Vâng, xin chào tất cả quý hàng quay trở lại với xưởng chiếu ngựa cao cấp của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì xưởng bên em xin giới thiệu cho tất cả quý vị khách hàng là một bộ chiếu ngựa nguyên khối, chất liệu là gỗ đinh hương. Thì cái bộ sản phẩm này của bên em thì em làm theo đơn đặt hàng của một anh khách tên là Dũng, anh ở Thanh Hóa. Thì anh đặt bên em cách đây là một tháng rồi. Thì hôm nay thì bên em mới xong được cái phần mộc thô cũng như là bào lưu xong. Đấy. Và cái bộ sản phẩm này của anh ý yêu cầu là chiều dài của nó là 2m4 và chiều ngang một tấm là 1m57. Đấy. Và độ dày anh yêu cầu là dày là 20 phân. Đó. Dày là 20 phân. Và anh cũng yêu cầu với em là hàng nó là tấm rìa. Tấm rìa không bám lõi, không ôm tâm. Hàng rất là đẹp. Và em để cho anh cái giá là hoàn thiện đầy đủ thì là vận chuyển về tới Thanh Hóa thì là 55 triệu đồng. Đó, 55 triệu đồng. Thì tính ra là cái bộ sản phẩm này nếu mà mộc thô thì nó tính là 60 triệu một khối. Đấy, đó là khối mộc thô. Bởi vì là cái hàng đinh hương này nó rất là thơm, là chất gỗ rất là quý, là gỗ thơm. Hàng là không dập, không nứt, rất là đẹp. Các bác hãy xem. Đấy, 60 triệu một khối là hàng một tấm một chiếu nha mọi người. Nếu mà cái hàng ở 2 tấm một chiếu thì nó sẽ rẻ hơn, là khoảng tầm là 56 triệu. Đấy. Cái hàng một tấm một chiều thì nó sẽ đắt tiền hơn nha mọi người. Rất là đẹp. Đấy, tiếp theo thì em sẽ quay lốt phần mặt bên này cho các bác xem. Đấy. À, tất cả với em đều lựa chọn là tấm rìa. Đấy, tấm rìa đẹp, vân hình chữ C. Đấy. Vân hình chữ C rất là đẹp. Các bác xem. Cố nguyên khối của bên em thì không tạo vân một chút nào. Đấy, và có chốt gông đầu. Đấy, có chốt gông đầu. Đấy, thì em để ở bên kia cơ. Đây, bên này nó bịt lỗ rồi. Đấy, nó rất là đẹp. Và tiếp theo thì em quay lốt phần mặt dưới cho các bác xem luôn này. Đấy, cho anh Dũng mình xem luôn. Đây, mặt dưới đây. Đấy, mặt trên dưới đều có vân cả. Đấy, các bác xem. Ở cái nhận biết của cái gỗ nguyên khối thì các bác có thể nhìn. Ở cái vân phần dọc này, nó sẽ lối từ trên xuống dưới này. Các bác xem. Cái gỗ đinh hương này sẽ lối trên dưới. Bác nào mà biết về gỗ cũng như là để ý một chút thì có thể là nắm rõ được ngay. Là những cái phần đường nét lối từ trên xuống dưới nó sẽ lối liền hết rồi nhá. Đó. Đấy, nó không ngắt quãng. Đấy, bởi vì hiện tại trên thị trường thì cũng có rất nhiều những cái mặt hàng giả ép nhiều tấm thành nguyên khối. Đấy. Mà giá nó chỉ tầm 20 30 triệu thôi. Thì các bác có thể lưu ý giúp em. Thì những cái sản phẩm như vậy thì nó không đạt chất lượng và nó không đạt tiêu chuẩn. Đấy. Và xác định mình bỏ tiền ra thì mình sẽ mua một cái bộ cho nó xứng đáng số tiền mình bỏ ra. Đấy. Nếu mà tầm tèng tèng tầm 20 30 triệu thì thật sự là không có cái hàng nguyên khối đẹp để cho các bác ngồi đâu. Đấy. Sau đấy lúc mua về bắt đầu lại than trách là thế này thế nọ vì chắc các bác cũng ham rẻ thôi. Đấy, thì em nói thật là như vậy. Đó, rất là đẹp. Và tổng quan cái bộ sản phẩm này, chiều dài của nó là 2m40 và chiều rộng là 1m57 và dày là 20 phân. Thì em để cho anh Dũng ở bên Thanh Hóa thì là 55 triệu đồng là hoàn thiện đầy đủ. Đấy. Và bác nào muốn mua thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0964 555 692. Và muốn đặt những cái bộ sản phẩm đinh hương như thế này, đấy, bỏ lớp cái biển này ra. Đấy, không một chút lỗi lầm nào cả. Hàng đẹp, không sâu, không mắt, không rác. Đấy, hàng nó là tiêu chuẩn rồi. Đấy. Đấy, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng. Chúc tất cả quý vị khách hàng là dồi dào sức khỏe này và vạn sự như ý. Đấy. Và còn là 2 tháng nữa là Tết thôi. Đấy. Thì chúc mọi người bình an và kiếm thật nhiều tiền. Và xin chào, gặp lại tất cả mọi người.